Biệt đội 219 chúng tôi được biệt phái tăng cường yểm bộ cho tuyến đầu lửa đạn đóng tại căn cứ không quân Phú Bài. Sáng sớm, chúng tôi nhận được lệnh chờ thiếu tá Hảo phi đồng phó từ Nha Trang ra đón đi nhận phi lệnh khẩn cấp. Bay ra Huế vào phòng họp của Bộ Tư lệnh Tiền phương, tôi cảm thấy lạnh người vì không khí nghiêm trọng của buổi họp. Bay theo thiếu tá Hảo có Trung Quý Hiệp, người bạn phi hành cùng phi đoàn gốc từ binh chủng biệt động quân. Chưa kịp chào hỏi thì hai chúng tôi được chỉ định ngồi vào hàng kế đầu nghe thuyết trình. Hai thằng Trung Quý Nhĩ như chúng tôi được ngồi cùng với bao vị tướng tá, sao không khỏi mắt bình tĩnh. Trước khi ban lệnh hành quân, vị tư lệnh hành quân tiền phương kêu gọi tinh thần can đảm và hy sinh tuyệt đối của hai chúng tôi vì chuyến bay này lành ít dữ nhiều. Bộ tổng tham mưu đã hoạch định nhiều kế hoạch nhưng đều khó thực hiện được, cuối cùng phải chọn giải pháp dùng trực thăng của phi đoàn 219 bay đêm thả người vào cổ thành Quảng Trị đã bị Việt Cộng chiếm đóng từ lâu. Hai đứa chúng tôi được chọn vì một đứa từ binh chủng Nhà Chu và một đứa từ binh chủng biệt động quân sang. Ít nhiều chúng tôi đã trải qua thời gian chiến đấu ở trận địa. Các anh chỉ biết nhiệm vụ là thả người và trải máy truyền tin điện tử vào đáp cạnh cổ thành Quảng Trị, không cần biết lý do. Rất có thể các anh sẽ bị bắn rơi trong phi vụ này vì hỏa lực phòng không của địch rất mạnh, nhưng tôi hy vọng và tin tưởng vào tài năng và kinh nghiệm bay bổng của hai anh. Nếu chẳng may các anh bị bắn rơi, hãy giả làm người chân chạy loạn, nên tôi yêu cầu các anh phải đổi mặc đồ thường phục và tất cả giấy tờ tùy thân gửi lại cho đơn vị trưởng. Nếu có mệnh hệ nào, chính phủ sẽ bảo bọc gia đình các anh sau này. Tôi kêu gọi tinh thần dũng cảm và sẵn sàng hy sinh của các anh trong thời điểm quan trọng này. Nhận lệnh hành quân, tuyệt đối phải thi hành một phi vụ đầy nguy hiểm vì nhìn vào bản đồ hành quân từ sông Mỹ Chánh trở ra, Việt Cộng đã chiếm đóng toàn bộ và mạng lưới phòng không dày đặc khó mà bay lọt. Để vô hiệu hóa phòng không địch và đừng để cho chúng phát hiện kịp, chỉ còn một phương cách duy nhất là chúng tôi phải bay đêm, tắt hết đèn và bay thật thấp, thật nhanh. Tức là một chuyến bay hoàn toàn mắc cả an phi đầy mạo hiểm, vì ban đêm tắt đèn dễ lạc nhau nếu bay xa, bay quá gần dễ chặt đuôi bạn và bay thấp dễ chặt cây. Nếu khống chế được những yếu tố trên thì địch chỉ nhìn theo mà chửi thề thôi. Chúng tôi tin tưởng vào phương thức bay của mình, chỉ ngại khi đáp lại vào đầu Việt Cộng thì rất nguy hiểm. Trong phi vụ này, ông phi đoàn phó lại cất hiệp bay đầu chở người và tôi bay chiếc thứ hai chở đầy máy truyền tin điện tử rải dọc tuyến đường bay từ Mỹ Chánh đến Cổ Thành và bay cover cho hiệp lúc đáp. Tự ái nghề nghiệp lúc ấy đã khiến tôi có thái độ hơi bất mãn. Ông phó nhận thấy và gọi tôi giải thích: anh nên biết trong phi vụ này, chiếc đi sau mới là chiếc quan trọng, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm khó khăn hơn nhiều. Tôi tin tưởng và xin anh hãy cố gắng bám thật sát hiệp và yểm trợ anh ta tối đa trong mọi tình huống, nhất là không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Nghe qua lời nhắn nhủ của cấp chỉ huy đáng kính này, tôi cảm thấy mắc lòng và hối hận, thương bạn nhiều hơn và tự hứa là sẵn sàng hy sinh theo bạn nếu gặp điều chẳng may trong đêm nay. Một điều rất buồn là hiệp lại bị rớt máy bay, chết sau đó vài tháng. Chúng tôi tính độ dạt của gió, tốc độ, hướng bay và thời gian, rồi kẻ phóng độ phi vụ, chờ đêm đến sẽ cất cánh tại phi trường Tây Lộc, Huế, bay thẳng ra Hương Điền, bộ chỉ huy sư đoàn thủy quân lục chiến, rồi chuyển hướng bay thẳng ra cổ thành Quảng Trị. Bãi đáp là một nghĩa trang cạnh cổ thành. Chúng tôi phải ra phố mua sắm đồ thường phục, dạo quanh phố như một toán cowboy Texas trước sự ngạc nhiên của mọi người. Riêng tôi phải gọi về Đà Nẵng, mang ra áo lưới phi hành mà tôi luôn trang bị đầy đủ dụng cụ mưu sinh, thoát hiểm, nhất là khẩu Trunin nhỏ và rất nhiều lựu đạn mini. Sở dĩ tôi rất cần và thích lựu đạn vì một lần tôi đã tóc chết nhờ có lựu đạn khi còn ở đơn vị tiểu đoàn chính Nhà Chu. Trở lại với phi vụ bay đêm, chuẩn bị phi hành đoàn và các thứ,
chúng tôi mỗi người một tâm trạng. Hiếp hình như có một tâm trạng đau buồn nào đó, nên lúc nào cũng lập lì, ít nói. Tôi chọn được Hoành làm hoa tiêu phó và Định làm phi cơ, hai phi hành viên trong phi đoàn mà tôi rất mến. Tiêu quý Dương Quang Hoành đã là một hoa tiêu chánh, một hoa tiêu ưu tú về mọi phương diện, lúc nào cũng bình tĩnh, có mọi chuyện như pha. Hoành sẽ giúp tôi được an tâm phần nào. Cũng đặc biệt là Hoành lại bị rớt máy bay, chết cháy cả 7 người, chỉ còn Hoành sống sót, thật là một câu chuyện thần kỳ. Trung sĩ Định, cơ phi rất lanh lẹ và can ly, chúng tôi thường rủ nhau bay chung phi hành đoàn, cũng như Lưu Ngọc Ánh đang ở Houston với Dương Văn Hoành hiện giờ. Đêm về, giờ quyết tự đã đến, chúng tôi sẵn sàng cất cánh. Trong ánh sáng lờ mờ của phi trường Tây Lộc, xuất hiện một đoàn xe có hộ tống. Một xe bích bùng chạy thẳng đến phi cơ của Hiệp. Bốn anh lôi hổ chiều hai tên bị bịt mắt lên phi cơ. Hai tên này mặc quân phục y như Việt Cộng, mang ba lô và súng AK đầy đủ. Phi cơ tôi được chất lên đầy máy truyền tin điện tử. Nhìn hai tên Việt Cộng, tôi vô cùng kinh ngạc. Suốt ngày nay, tôi đã cố đánh tan một sự nguy hiểm sắp xảy ra bằng một quyết tâm sẵn sàng phục vụ cho đại cuộc. Vì nghĩ rằng có lẽ mình cũng thực hiện một điệp vụ tối mật nào đó để chuẩn bị tái chiếm cổ thành, nhưng lại tiếp tay thả cọp về rừng hay sao. Điều này càng chứng minh rõ ràng hơn khi phi cơ chắc hai tên Việt Cộng này chẳng chịu xuống, phải nhờ bốn anh lôi hổ tống đạp khỏi phi cơ, trong khi tiếng súng bắn ra như mưa. Mọi thắc mắc đang còn dồn dập thì chúng tôi phải ồ ạt cắt cánh, tìm đủ mọi cách tránh né tử thần. Chúng tôi bay trong bóng đêm, lướt qua đầu địch bất ngờ, chúng trở tay chẳng kịp, chỉ bắn đuổi theo, đạn lửa đầy trời phía sau. Đúng hướng, đúng giờ ấn định, thiếu quý hành báo lịch đáp. Hiếp vèo gắt đáp khẩn cấp. Tôi bay vòng trên đầu yểm trợ, đạn địch lẻ tẻ bắn vài nơi bên cạnh. Tôi ra lệnh bốn khẩu đại liên cùng khai hỏa, nhưng cẩn thận nhìn phi cơ bạn, vì trời tối đen khó quan sát, lại không được mở đèn. Khổ nổi là hai tên Việt Cộng cứ đeo sát hai cây chống của phi cơ, chẳng chịu xuống. Tôi chỉ cho lệnh đạp súng càng nhanh càng tốt, rất tiếc là chẳng dám cho lệnh bắn bỏ lúc bấy giờ. Bỏ xong hai cục nợ, tôi bay vòng bắn yểm trợ cho Hiệp cất cánh. Lúc này cao độ bay về, sau thấy phi cơ mình bay chậm hơn bao giờ hết. Về đáp lại phi trường Tây Lộc, chúng tôi cảm thấy như vừa chết đi sống lại. Phi trường lúc ấy đầy người, bù lại lúc nãy trong vùng địch, mình cảm thấy cô đơn lẻ loi quá. Nếu chẳng may bị bắn rơi, chắc là chẳng một ai dám bay ra tiếp cứu mình lúc ấy cả. Qua hai sự kiện, rõ ràng chỉ vì hai tên Việt Cộng mà cả bộ tổng tham mưu, tướng phùng, đích thân chỉ huy và sẵn sàng hy sinh bao nhiêu sinh mạng của nhân viên phi hành như thế sao? Có những điều quen trái mà rất nhiều người lính thấp hèn như chúng tôi phải gánh chịu. Nhưng trong phi vụ này, mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Phải chăng có sự lừa đảo hay có một sự đi đêm nào đó của bàn tay lông lá nào mà nỗi buồn nhược tiểu của đất nước chúng ta phải gánh chịu? Lịch sử đã cho chúng ta thấy đất nước mình đã bị bán đứng quá rõ ràng và quá tàn nhẫn. Rất nhiều quân nhân trong chúng ta có thừa sự can đảm và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, nhưng cũng có những lần họ đã hy sinh vô nghĩa cho sự chiến đấu sống còn của cả một dân tộc. Cầu xin những ai có thẩm quyền hãy giải thích tường tận cho riêng tôi khỏi còn phải ân hận hoặc phải quán hận trước khi nhắm mắt. Xin chân thành cảm ơn.